Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em build lại cái đội hình, mua những cầu thủ phù hợp. Mình sẽ coi anh em đang có như thế nào. Đó, hiện tại cái đội hình này á, thì là mình thấy là khá lụng là hàng hậu vệ anh em. Anh em chơi ba mà chơi ba CB á thì rất là lụng hai bên cánh. Nói chung hạn chế thôi anh em, chứ không phải chơi không được, chơi vẫn được nhưng mà nó hạn chế thôi. Thì bây giờ anh em xem mình sẽ làm build lại đội hình này. Mình sẽ dùng đội hình là 4-3-3 nha anh em. Đó. Thì mình sẽ thay đổi và bán một số con để mình sẽ mua lại những cầu thủ phù hợp với cái sơ đồ 4-3-3 defense. Tại vì hiện tại đang có hai con CDM anh em, là con Raikin và con Ravenberg, thì mình sẽ giữ lại. Thì mình sẽ bán tầm mấy con thôi. Bán sẽ bán con Ichine nè, con Martinez nè, con Ake. Đó, có khả năng thì bán luôn con Cantona, nhưng mà từ từ để mình coi nó như thế nào đó. Ok anh em, mình bán xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái hình mình đã review xong rồi. Đây, mình đã mua tầm 5 con. Cái con đầu tiên là con Asadawi nè. Đó, con Gaya, con Plung, con Lazari với con Isco. Tại sao mình không dùng con Goze anh em? Đó, Goze anh em. Đó thì mình dùng con Isco thì được hơn anh em. Đó, con Goze có sẵn nhưng mà mình không dùng. Tại vì con Isco nó rẻ, cũng không mắc hơn con Goze bao nhiêu đâu, nhưng mà vẫn ngon. Đấy, là mình thì 5 vị trí. Nó phù hợp số coi anh em có hay không, là thay đổi đội hình hoàn toàn, rất là ngon cho anh em build. Đó, thì nói chung là mình build theo cái gọi là cái số coin anh em đang có thôi, những cái cầu thủ phù hợp thôi. Đội hình này thì chỉ có mỗi con Asadawi với con Gere đây là giá cao thôi, còn ngoài ra mấy con kia toàn là giá rẻ không à, tầm 2 em mấy, 1 em mấy không à. Đó, nói chung là mình sẽ làm nhiều clip này cho anh em để anh em có thể thấy một số con nào phù hợp thì anh em mua về ha. Đó, cái con Asadawi thì tầm 6-7 em à. Thì bây giờ mình vô mình đá một trận để xem như thế nào anh em ha. Đó, cái gạt của bạn này thì mình đang là leo rank một em cho bạn này ha. Mình build đội hình cho bạn này luôn. Đó, thì sau này mình sẽ làm nhiều clip như này để cho anh em tham khảo ha, để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em build đội hình như thế nào cho nó phù hợp này ha. Thì anh em có bao nhiêu coin thì anh em build bấy nhiêu thôi. Đó, thì mình đang test con Carmony và con SCW cho anh em luôn. Thì bây giờ mình vô trận đấu nha, để mình xem cái đội hình này đá như thế nào ha. Là một bạn Việt Nam anh em. Đó, bạn này thì mình kêu sau khi mình thấy cái nick thấy hơi cực quen anh em ha. Ok anh em, Rodrigo. Một pha đi bắn của Rodrigo. Không được, không qua được Plung rồi. Ravenberg, hay lắm. Sancho, Cavani. Vẫn là Cavani. Trời ơi, chuyển qua bên kia cho Asadawi là ngon rồi. Một pha hay quá đi bắn của Sancho. Vẫn là Sancho. Không được, mất bắn rồi. Một pha đi bắn cướp bắn của Sancho nhưng không thành công rồi anh em ơi. Thì mình đánh giá cái đội hình của đội bạn thì khá mạnh anh em. Đội này khá mạnh nha anh em. Mạnh hơn đội hình mình nhớ rất nhiều. Nhưng mà không sao anh em, mình cứ bình tĩnh mình đá thôi. Quan trọng là cách xử lý của anh em, mình tình huống mà bắt bài đối phương hay là mình đá như thế nào thôi, cái lối đá của mình thôi. Đấy, đội bạn đi kêu rất là hay anh em. Tiên nét một pha đánh trận rất hay rồi. Là bên bơ, đúng rồi. Sancho, một pha tốc độ của Sancho. Quá luôn, đúng rồi, qua bên đây thôi anh em ơi. Làm gì đây, làm gì đây. Sút, không được. Một pha sút lỗi rồi anh em. Phải nói là sút chứ sao lại là câu bắn anh em, không được rồi. Nhiều lúc mình đá anh em, nó dính bọn dính vào cái cảm ứng anh em, nó hơi bị lắc anh em. Có nghĩa là nó dính cảm ứng thì nó sẽ bị không ăn như mình muốn. Đó, nguy hiểm quá, nguy hiểm, sút, không được. Một pha sút của Gullit anh em. Đó, El Sadawi. Cavani, là Cavani, không được rồi. Vẫn còn Isco. Hay quá, El Sadawi. Làm gì đây, Sadawi qua rồi, hay quá. Vẫn còn chuyển đi, một pha hai bàn của Asadawi rồi. Cái này mà chuyển sớm hơn một xíu anh em. Trời ơi, Kin đang lao lên, tầm độ nó lao lên mà quyền chậm quá, nguy hiểm quá. Một pha chuyển rất hay đây, không được, hay quá. Một pha chọn vị trí rất tốt của Henderson. Plung, Kin, Gea, Asadawi, Isco, Cavani chuyển xuống, không được. Không được rồi, hiệp một kết thúc số đó là 1-1 nha anh em. Đó, trận đấu với mình coi là diễn ra cũng khá cân bằng anh em. Hiệp một thì diễn ra khá chặt chẽ, vẫn chưa có một pha tình huống thật sự là nguy hiểm. Thì hiệp hai mình xem như thế nào đây. Thì anh em xem, đó cái đội hình này mình thấy đá cũng khá ổn anh em. Đó, nói chung là con Plung là một con hàng khá rẻ cho anh em xài á. Đó, với một con Isco nữa cũng khá ok. Con Gaya thì cái mùa vừa rồi mình thấy vị trí LV khá ổn. Asadawi, Isco, sút, không được rồi.
phá chất sạc của Isco nhưng không thành công. Chúng họ vậy rồi. Cái con ra bên bờ là một con hàng cực kỳ là ngon bồi cho anh em luôn đó. Thật sự nó ra cái con này rất là ngon, tức điểm khá tốt. Thì con Lazari là mình đang test cho anh em luôn đó. Lazari này, con này mới nè. Đó, thì con này thì mình thấy khá nhanh, tuy hơi nhỏ con em. Hơi nhỏ con một xíu nhưng mà thấy tốc độ rất là nhanh em. Đây mình lấy rồi test cho anh em luôn. Thấy rất nhanh luôn đó. Sancho, hay quá. Một quả đi bắn của Sancho. Ủa là Sancho chống quá em ơi. Đi bắn qua rồi, làm gì đây? Sút vào, 1-0 rồi, 1-0 rồi. Sancho, gia đình Sancho anh em, một pha bứt tốc của Sancho và đi bắn rất đẹp. Đấy, qua được về Nam luôn. Quá hay anh em, quá tuyệt vời. Đấy, anh em biết tận dụng cơ hội, biết đi bắn, đi kêu và dứt điểm chính xác là ghi bàn thôi anh em. Đấy. Thật sự anh em do cái đá bằng cái hết chưa hết này á. Thật sự là một phần là do anh em phải luyện kỹ năng rất là nhiều. Luyện skill nè, đá rất là nhiều. Đó. Một phần tâm lý đó nè, tâm lý đó. Quan trọng là tâm lý này. Tâm lý anh em phải vững, phải bình tĩnh thì mới đá được chứ anh em mà nóng nóng thì rất là khó đá nha anh em. Nếu mà anh em đá thua thì anh em nên dừng lại. Dừng lại một hai hay 5-10 phút gì đó anh em chơi tiếp. Nguy hiểm quá Cavani, chấm chạy quá Cavani. Cavani hay lắm quá rồi. Cơ hội Cavani. Sút vào 2-0 rồi, 2-0 rồi em ơi. Đấy Cavani, một pha bứt tốc của Cavani. Quá hay anh em, quá Van Damme rồi. Van Damme đã bị vượt qua 2 lần anh em. Mà nó vượt Van Damme qua Van Damme 2 lần. Đầu tiên là Sancho, thứ hai là Cavani. Thì số 2-0 anh em, thì mình đang nói là cái vấn đề đã hết chưa hết anh em. Đó, anh em phải cái tâm lý thì vững nha anh em. Nếu mà anh em thua nhiều quá thì anh em nên dừng lại, nên stop lại, nghĩa là anh em không nên đá nữa. Khoảng tầm 5-10 phút sau thì anh em vô game đá tiếp lại. Đấy. Asadoui, Asadoui, không được rồi. Cắt lót. Haver, không được, không qua được Lazio rồi. Con là gì này hơi nhỏ con nhưng mà mình thấy đá ok anh em, nhanh nhẹn lắm. Ấy, Sancho, không được rồi. Một pha đẩy bắn khá dài của Sancho. Haver. Hay quá Gullit. Nó sẽ làm đây Gullit. Gullit. Không được rồi. Gullit khá chậm, relay tận đây bắn rồi. Ravenberg. Trận đấu kết thúc anh em, 2-0 anh em. Đội bạn thì đội hình khá mạnh anh em, nhưng mà mình vẫn chiến thắng. Nói chung là mình đã có được cố gắng anh em. Thì ok anh em, mình đánh giá lại cái đội hình này khá ok này, anh em. Đó. Rất là nhiều cầu thủ ngon màu rẻ cho anh em. Đấy, Sarawi nè. Đó, còn Gia nè. Còn Plung. Còn Lazari và Isco là 5 con hàng là mình đã thay đổi cái đội hình này lại, đã cho nó phù hợp hơn. Nói chung là không phải thay đổi hoàn toàn anh em. Mua những con nào mà phù hợp, ngon bộ rẻ cho anh em. Đó. Cho đồ phù hợp với sức coi anh em có nữa. Thì hôm nay mình làm clip build đội hình. Đó, phù hợp cầu thủ cho anh em trong đội hình. Đó, thì anh em thấy cái clip này hay á thì nhớ like share cho mình. Anh em chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ mình nha. Mình sẽ làm nhiều clip như này cho anh em để anh em có thể tham khảo. Mình có bao nhiêu coi thì bao nhiêu đi anh em. Đó, ok anh em. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.